tập thể hình nhưng mà người bé ú ấy cha nội. Ơi ơi, tôi đau một lần để biết nhận lấy cơn đau kéo dài. Anh đi cá luôn kìa, khỏi câu hai người xe thôi. Đi kìa, xuống lại. Hello anh em. Thì mình ngủ quá giờ trưa của mẹ nó luôn à. Đây là 2 giờ dậy ra quảng trường đi chơi đi cà phê Melin mà giờ. Hai người xe đi nãy. Đó, Long với Hải, Hải đẩy xe vô đi, Long với Hải đi xe thôi. Đi qua đi đi đâu? Đi Cam Ly với cà phê Melin. Mà cuối cùng mẹ giờ quá mẹ rồi nên giờ chắc chạy qua sân bay Cam Ly chơi trước rồi tính sao. Các bạn bữa tụi mình bên này có 6 người, tụi mình đi kiểu 2 người xe, 2 người xe. Em đến con tim anh như một khung ca chợt bừng lên tia nắng suốt tan mờ. Ok anh em, thì bởi vì ngày hôm đó mình không lắp cái khe chống ồn ấy, thành ra là về video của mình nghe âm thanh nó rất là nhỏ, nên hôm nay mình sẽ lồng âm thanh nhé. Thì chiều hôm đó tụi mình đi sân bay Cam Ly, nhưng mà vì lần đầu đi á, thành ra mà tụi mình cũng không có biết đường, mà tìm trên Google Maps cũng rất là khó nha anh em. Đừng nghĩ bấm sân bay Cam Ly nó ra liền, nó không có ra đâu. Anh em phải bấm phi trường Cam Ly, sau đó anh em tìm đường đến chỗ làng hoa Vạn Thanh ấy, thì anh em mới đi được cái chỗ săn giả quỳ nha. Mỗi lần là đi theo map của trên Đà Lạt này á, là anh chỉ thôi mà thôi luôn á, đi trăm mấy cửa phải, đi trăm mấy cửa trái kiểu vậy, chán thiệt sự luôn. Tính nào mấy, tính nào mấy ông đi sau phải đó mà cần đi theo thôi chứ đâu cần suy nghĩ đâu. Suy nghĩ mặt tự tại người ta bán đồ bán tết rồi hay hả?
ok anh em. Thì trong cái video này á, thì mình không có hướng dẫn chi tiết cụ thể là anh em nên đi đường nào hay chính xác phải đi như thế nào để đến được sân bay Cam Ly nha. Tại vì á, thì mình biết anh em lên Đà Lạt á, thì mỗi người sẽ ở một cái nơi khác nhau. Nếu mà mình nêu hướng dẫn cụ thể con đường nào ấy, thì nó cũng khá là bất hợp lý. Nên là mình nêu điểm đặc trưng thôi. Anh em thấy cái cổng làng hoa Vạn Thanh khi nãy không? Thì anh em đi sao đi, mình không cần biết. Nhưng mà anh em cứ tìm đến làng hoa Vạn Thanh, đi đúng y vô cái cổng đó. Anh em đi thẳng con đường này. Và một chút nữa trong video này, mình sẽ để y video này, anh em sẽ quẹo cái chỗ này, thì anh em sẽ thấy, sẽ đi ra được cái chỗ sân bay Cam Ly nhanh nhất nha. Hôm qua vội vàng anh kéo cửa thật chậm, rồi nhìn phía xa nơi anh bình minh như một thói quen xưa. Rồi ok anh em, thì cái đường đến chỗ sân bay Cam Ly á, thì nó không khó đi đâu. Nhưng mà nó hơi dốc, với lại cái độ dốc nó nghiêng sang bên trái đường chút, nên lái xe nó hơi khó một chút thôi. Chứ nói chung là nó không có khó đi so với những cái địa điểm khác. Thành ra anh em đi cũng không cần phải quá dè chừng gì nhiều đâu. Tại vì nó nằm kiểu như trong thành phố, chứ nó không có nằm ngoài rìa. Thành ra anh em đi dễ lắm. Lặng nhìn hoàng hôn buông xuống chiều nay, mà lòng nhớ em ngay lúc này. Ngày nào vẫn vai kề vai, tay nắm tay đi qua lối này, mà giờ đây chỉ có anh ở đây. Nghĩ về em những tháng ngày, cảm giác chia tay ai muốn. Tới kia đi, mình lên cái bụi kia đi. Chạy một vòng từ cây dưới rồi chọn. Đây là đường mà sân bay nha mọi người. Chả quay, con là chả quay không luôn. Đã luôn, quá đã luôn. Mình thấy là mình đi từ đạo đường cuối đường mình coi cho nào đây mình nhận lại. đi thẳng thế là ấy, là cứ đi thẳng đi xuống kia coi chỗ nào đẹp hơn mình đứng lại, hiểu không? Chia tay ai muốn đâu người ơi, rồi thời gian sẽ xóa đi tất cả những ký ức xưa cũng nhạt nhòa, nhưng lời rồi chẳng